Chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình 360 độ khỏe đẹp Health HT và tôi là Vũ Mạnh Cường. Tôi tin chắc rằng là người phụ nữ nào cũng mong muốn có được làn da khỏe đẹp nè, tươi sáng nè. Chính vì vậy mà sạm nám mà lại thay đổi sắc tố da luôn là vấn đề không ai mong muốn. Đặc biệt nó còn trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ nữa. Và trước khi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những vị khách mời để tìm hiểu ra nguyên nhân cũng như là cách điều trị vấn đề sạm nám và thay đổi sắc tố làn da, thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự sau ạ. Đây là một ca điều trị nám theo định kỳ tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp laser. Nám da ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và sự tự tin của nhiều chị em phụ nữ. Do đó, nhiều người đã cố gắng tìm mọi cách để chữa trị với niềm tin là tình trạng này sẽ dứt điểm. Theo em nghĩ thì nám thì nó cũng là một cái loại mà cũng có thể là điều trị, tuân thủ đúng nguyên tắc của nó thì em nghĩ nó sẽ hết. Thế nhưng, không phải ai cũng lạc quan như chị Thắm. Nhiều người sau khi được tư vấn, tìm hiểu về nám da thì đành phải chấp nhận rằng quá trình điều trị này lâu dài và cần phải có chiến lược. Nám thì mình không phải đơn giản, mình chỉ dùng một cái cách là bôi đâu, là hết đâu. Theo em thì nám mình phải kết hợp là dinh dưỡng, và nám thì không tự mất đi và ngày càng nặng hơn. Theo tuổi tác, theo thời gian chỉ phải trị liệu, kết hợp nhiều cái vấn đề thì nám mới có thể hết. Cần hiểu rõ về sạm, nám da để tránh rơi vào bẫy lừa, tin vào những lời quảng cáo rằng nám sẽ chữa trị tận gốc 100% hết bệnh, để rồi nhiều người tiền mất tật mang. Vậy làm sao để tránh bị nám? Và khi bị nám cần phải làm gì? Nám chữa hết được không? Và chữa trị như thế nào? Thưa quý vị, vấn đề sạm nám da cũng như là thay đổi sắc tố da, đó là bệnh lý hay là chỉ dấu bình thường thôi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cũng như là tìm ra cách để giải quyết vấn đề này với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Quân đến từ khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 360 khỏe đẹp. Và vị khách mời tiếp theo đó là MC diễn viên ca sĩ Lê Đình Minh Ngọc. Dạ vâng, xin chào anh Vũ Mạnh Cường, xin chào bác Quân và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh VTV9. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Với Lê Đình Minh Ngọc thì Cường cũng hơi ngạc nhiên là tại sao Lê Đình Minh Ngọc lại có mặt trong chương trình ngày hôm nay, là bởi vì anh cũng thân với em đúng không? Mà anh thấy da em lúc nào cũng đẹp mà ta. Anh đừng để những lớp phấn son lừa dối mình như vậy. Ủa dạ? Dạ, tại vì thật ra thì da của em thuộc dạng da mỏng và da trắng, cho nên nó có bất cứ một cái dấu hiệu nào cũng sẽ hiện lên rất là rõ. Và em bị nám khá là nhiều, mà kiểu giống như là tự nhiên ngủ một đêm tới sáng mở mắt dậy tự nhiên soi gương thấy mình bị nám, hoang mang vô cùng. Ngủ dậy một đêm là tự nhiên mình phát hiện ra mình bị nám hả? Dạ. Em có nói quá không vậy? Chứ tại vì sạm nám da thì nó phải diễn ra một cách từ từ, ví dụ như là đầu tiên là một đốm nhỏ rồi từ từ nó lan ra chứ hả? Có ngủ một đêm tới sáng là có không bác? Khi mà mình nói về sạm nám da tức là một cái sự thay đổi về mặt sắc tố xuất hiện trên da, mà cụ thể đó là một cái tình trạng tăng sắc tố trên da. Dân gian của mình ở ngoài thì tất cả những cái tình trạng tăng sắc tố mình đều gọi là sạm nám hết. Tuy nhiên dưới góc nhìn của bác sĩ, dưới góc nhìn của khoa học thì mỗi cái tình trạng tăng sắc tố đó nó lại có liên quan đến một cái bệnh lý khác nhau. Một trong những cái bệnh lý mà phổ biến nhất chúng ta hay gặp đó là nám má. Và rõ ràng nám má nó có quá nhiều yếu tố nó tác động lên, từ những cái yếu tố bên ngoài đến những cái yếu tố bên trong. Nên cũng sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy nám má xuất hiện từ từ, nhưng mà cũng có những trường hợp thấy khi gặp một cái điều kiện thuận lợi, nám má hoàn toàn có thể xuất hiện một cách đột ngột giống như vậy. Là chỉ cần thức dậy và sau đó là hoang mang đúng không? Trời ơi, làn da tươi tắn tự nhiên bỏ mình đi. Lúc đó cảm nhận của em sao? Thật ra thì những cái đốm nám á, nó sẽ đậm dần và mình phải tìm cách để khắc phục. Và em nào là uống collagen nè, nào là uống những cái thuốc cải thiện da, rồi chưa kể là thoa kem, làm đủ mọi cách cả, nhưng mà nó vẫn cứ ở đó. Nám da có một cái cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp. Đầu tiên đó, Ngọc phải có một cái tế bào nhạy cảm trước cái đã, đó là những cái tế bào sắc tố ở phía dưới da của mình. Cái đó gần như mình hay gọi một cái từ nôm na đó là cơ địa. Nên chúng ta sẽ thấy là có những bạn cả cuộc đời chả bao giờ bị nám hết. Mặc dù đi nắng, mặc dù có sự thay đổi hormone, nhưng có những bạn chỉ cần đi ra nắng một chút xíu thôi, chỉ cần gặp những cái điều kiện thuận lợi một chút xíu thôi là có thể xuất hiện nám. Và khi chúng ta có một cái tế bào nhạy cảm như vậy, gặp những yếu tố thuận lợi, chẳng hạn như Ngọc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như có một cái sự thay đổi về nội tiết tố ở bên trong của mình, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nó không có đúng cách ở trên da, gây nên tình trạng dị ứng, kích ứng trên da. Tất cả những yếu tố đó đều có thể kích hoạt những cái tế bào sắc tố bên dưới bắt đầu tạo ra sắc tố và gây ra nên cái tình trạng nám má. Một khi đã là nám thì gần như là rất là khó để có thể mà nó sạch hoàn toàn, có thể điều trị dứt điểm căn bệnh đó. Nó khác hẳn với những cái lời quảng cáo bên ngoài điều trị một lần hết nám. Có nghĩa rằng là dù cho mình có nỗ lực cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì cái tình trạng làn da của mình nó cũng không được quay trở lại như đầu tiên. Tất nhiên mình vẫn có thể quay trở lại như đầu tiên, nhưng chúng ta biết là chúng ta có một cái tế bào nhạy cảm và cái tế bào đó lúc nào cũng sẵn sàng để sản xuất ra sắc tố. Nghĩa là cái việc mà nám nó vẫn có khả năng nó sẽ tái phát trở lại khi gặp những yếu tố thuận lợi. Khi mà biết mình bị nám da như vậy đó thì Ngọc có những cái biện pháp nào để giúp cho da nó cải thiện hơn, nó đẹp hơn? Hồi trước em hơi ỷ, tại vì thấy da mình cũng ổn, rồi xong rồi khi mà có những cái dấu hiệu nó bắt đầu xuất hiện thì mới táo quả lên để rồi dưỡng da kỹ hơn, chống nắng kỹ hơn và ăn uống cũng kỹ hơn nữa. Giống như là em hay tìm hiểu trên mạng á, thì ngoài việc là mình bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin thì ăn trái cây nhiều cũng là giúp ích cho da. Rồi em đắp mặt nạ thường xuyên hơn. Không biết là những cái cách này của em nó có đúng không bác? Nám nó hình thành nó sẽ có những cái gốc oxy hóa, những cái gốc tự do nó sinh ra, thì những cái thức ăn mà giàu những cái hoạt chất chống oxy hóa có trong cam, chanh hoặc là ở trong trái lựu là một trong những cái thực phẩm mà hiện nay người ta thấy cái thành phần chống oxy hóa rất là mạnh. Thì mình hiểu khi mình ăn những cái đó thì nó sẽ bổ sung thêm những cái hoạt chất đó và nó góp phần để chống lại những cái gốc tự do, những cái gốc oxy hóa nó sinh ra ở trong nám. Có nhiều người á, điều trị nám là phải từ từ, về lâu về dài và đôi khi bị nản, rồi tìm đến những loại kem trộn, tẩy trắng da đó. Vậy thì những cái cách đó liệu nó có hiệu quả? Ở ngoài thị trường có quá nhiều những cái lời quảng cáo về việc điều trị nám một lần sạch nám, chiếu laser một lần sạch nám, vân vân. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu gần như tất cả những cái phương pháp đó chính là lấy lớp sắc tố ở phía trên da ra, và khi bong tróc ra thì cái lượng sắc tố nó sẽ đi ra theo. Như vậy khi vừa mới bong tróc thì chúng ta sẽ thấy da rất là hồng hào, rất là trắng trẻo, da cải thiện, da sáng lên. Tuy nhiên tất cả những cái đó chỉ lấy đi cái lớp sắc tố ở phía trên thôi, mà mình không hề ức chế cái tế bào sắc tố nằm ở bên dưới. Nghe bác chia sẻ đến đâu em lo tới đó. Vậy thật sự là mình có cách nào thật sự hiệu quả để điều trị nám không bác? Nếu như trước đây thì chúng ta gần như chỉ có những cái cách chẳng hạn như sử dụng những kem bôi để chúng ta điều trị nám thôi, thì ngày nay chúng ta lại có rất là nhiều những cái công nghệ mà chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp để trong điều trị nám. Chẳng hạn như là có thể biêu da hay mình gọi là tái tạo da bằng hóa chất, có thể sử dụng laser để mình điều trị nám, sử dụng những cái phương pháp chẳng hạn như tiêm vi điểm để hỗ trợ trong cái quá trình điều trị nám. Tuy nhiên sử dụng những cái phương pháp này như thế nào thì cần phải có một bác sĩ có chuyên môn để người ta đánh giá cái tình trạng nám, phối hợp những cái phương pháp đó sao cho một cách hợp lý nhất, thì chúng ta mới hy vọng là cái tình trạng nám nó cải thiện được tốt nhất có thể. Những người mà giống như Ngọc, họ đã bị nám rồi mà với công việc của họ là họ phải tiếp xúc nhiều với lại mỹ phẩm nè, nó có làm cho tình trạng bị nám nó càng ngày càng nhiều hơn không? Nếu như mình sử dụng những một cái sản phẩm nó không phù hợp, nó gây ra một cái tình trạng dị ứng, kích ứng ở trên da, thì đó có thể là nguyên nhân làm cho cái tình trạng sạm nám nó nhiều hơn. Em bây giờ là chống nắng là 24/24 luôn cơ. Tại vì thật ra em thấy là không chỉ ra nắng mới chống nắng, mà ánh đèn, đặc biệt là mình đi quay sân khấu ánh đèn rất là mạnh, thì em nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và chưa kể là mình nhìn điện thoại thì em cũng sợ là cái ánh sáng xanh nó sẽ ảnh hưởng lên da. Em không có biết đúng hay không nhưng mà em cứ chống nắng hết cho chắc ăn. Những cái mà Ngọc lo lắng nó cũng hợp lý, là hiện nay bên cạnh cái ánh sáng mặt trời hay là tia UV thì người ta cũng thấy là trong cái thành phần của ánh sáng nhìn thấy, chẳng hạn như là ánh sáng xanh, nó cũng có tác động lên nám. Khi mà em được trò chuyện với bác Quân thì em thấy là trong cái quá trình mình dưỡng da cũng có cái mình làm đúng, có cái mình làm cũng chưa đúng lắm. Nhưng mà qua đây thì em đã có được thêm nhiều thông tin hữu ích về nám, để qua đó chúng ta sẽ có thể tìm ra cách phù hợp nhất với làn da và đẹp hơn mỗi ngày. Nám hoàn toàn không phải là một cái tình trạng tăng sắc tố đơn thuần mà chúng ta có thể điều trị trong một cái khoảng thời gian ngắn. Chúng ta nên được theo dõi, được điều trị bởi một bác sĩ da liễu để chúng ta có một cái phương pháp điều trị sao cho nó phù hợp. Bên cạnh cái việc bôi kem chống nắng, chúng ta cũng phải tránh đi ra ngoài đường dưới cái ánh nắng rất là gắt, vào giờ cao điểm chẳng hạn. Để phòng ngừa nám, chúng ta cần phải ngăn chặn cái quá trình lão hóa, tránh thức khuya, tránh stress, ăn uống điều độ cũng là một trong những cái cách để giữ cho chúng ta vừa trẻ, vừa đẹp, vừa để phòng ngừa được nám. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là với tất cả những thông tin vừa rồi thì quý vị khán giả sẽ hiểu để biết cách điều trị và hiểu để tự tin đẹp hơn mỗi ngày. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với mục Có thể bạn nên biết. Sau quá trình điều trị nám, hàng rào bảo vệ da trở nên yếu hơn và dễ bị tác động bởi các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, bạn cần có chế độ chăm sóc da phù hợp để giảm thiểu khả năng quay trở lại của các vết nám. Chế độ ăn uống khoa học. Bổ sung vitamin A có trong các thực phẩm như hạt khô, rau, thịt cá là cần thiết để ngăn lại các gốc tự do gây hại của tế bào, tăng sức đề kháng, giúp quá trình lão hóa ở da diễn ra chậm hơn. Bổ sung vitamin B3 giúp tăng cường độ ẩm, giảm các vết mẩn đỏ trên da. Tránh tiếp xúc trực tiếp ánh mặt trời. Bạn sẽ dễ dàng bị nám trở lại nếu chủ quan, không che chắn cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài đường. Thoa kem chống nắng. Bạn cần bôi kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên trước khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời, dựng hàng rào bảo vệ kiên cố cho làn da mình nhé. Thoa kem dưỡng ẩm hàng ngày. Kem dưỡng ẩm thúc đẩy quá trình làm lành các tổn thương trên da nhanh hơn, kích thích các tế bào mô da sản sinh, đồng thời cân bằng lại độ ẩm cần thiết cho làn da khi tiếp xúc với laser. Đắp mặt nạ thiên nhiên làm dịu da. Bạn cần chọn lọc các loại mặt nạ chiết xuất thiên nhiên như mật ong, nghệ, dưa leo, chuối, bơ, táo, vì chúng rất giàu vitamin và khoáng chất, phù hợp cung cấp độ ẩm và tăng khả năng lành tổn thương từ làn da mỏng, yếu một cách tối ưu nhất. Thưa quý vị, có lẽ là những vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì không ai mong muốn gặp phải. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đã gặp rồi thì cái việc mà chúng ta đối diện với nó ở tâm thế như thế nào vô cùng quan trọng. Và quan trọng hơn nữa đó là khi chúng ta đã có những tổn thương, đã có những điều không mong muốn rồi thì chúng ta sẽ tự chữa lành như thế nào. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với mục Chữa lành. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình 360 độ khỏe đẹp, mình là Trịnh Thăng Bình. Trong cuộc sống ai cũng sẽ có những cái khoảng thời gian mình sẽ bị rất nhiều những cái biến cố hay những cái vấn đề mà nó nằm ngoài những cái phần kiểm soát của mình, khiến cho chúng ta cảm thấy bị mệt mỏi và bị mất cân bằng, cảm thấy là mình mất năng lượng, cũng như là mình không có nhiều những cái động lực để chúng ta tiếp tục làm việc hay là cống hiến cho cái công việc sự nghiệp của mình đó. Chúng ta sẽ phải chậm lại một chút xíu, mình sẽ dành nhiều thời gian để mình nghỉ ngơi và mình nghĩ lại mọi thứ trong cuộc sống mình nhiều hơn. Phương pháp đi du lịch đó, nó sẽ khiến cho mình thoát khỏi những cái bí bách, những cái rập khuôn theo mỗi ngày của mình, khiến cho chúng ta mở rộng được hơn về cái giác quan, giúp cho mình giải tỏa được stress. Người ta nói là trẻ khỏe đẹp thì nó cũng phải xuất phát từ bên trong của mình. Thiền tịnh hay là những cái phương pháp nó hơi cổ xưa một tí xíu như là chuông xoay của Tây Tạng cái kiểu, hay nó cũng giải quyết khá nhiều cho cái việc tinh thần của chúng ta cần phải được tiếp thu những cái năng lượng đó. Có những cái dịp mình đóng góp từ thiện bằng cái việc là mình sẽ ẩn danh một tí xíu, và những cái sự cho đi đó nó đem lại cho mình khá là nhiều những năng lượng hạnh phúc cực kỳ tốt cho cái việc mình chữa lành tâm hồn. Mình thích một câu nói là cho dù mà thế giới xung quanh nó có thay đổi thế nào thì mình vẫn phải giữ được cái cốt lõi của con người của mình. Mình phải giữ được cái bản năng gốc của mình. Mình không để bị nhuốm màu hay bị thay đổi bởi những cái ảnh hưởng xung quanh đó. Thưa quý vị, với những thông tin trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị đã có cho mình những bí quyết, những cách hay để có thể giúp cho làn da chúng ta luôn khỏe mạnh và luôn đẹp. Bởi vì đẹp và khỏe mạnh luôn là mong muốn của tất cả mọi người chúng ta, đúng không nào? Và đến đây thì chương trình 360 độ khỏe đẹp Health HT xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, yêu thương. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.